Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định, một mặt phải tổ chức bố trí lại lực lượng cán bộ ở miền Nam, mặt khác phải khẩn trương thực hiện việc chuyển quân, tập kết đưa một số lượng lớn con em cán bộ chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra Bắc học tập để chuẩn bị lực lượng cho sự nghiệp cách mạng lâu dài. Đây là một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược, thể hiện sự sáng suốt, tài tình, tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng và Bác Hồ. Theo nội dung của Hiệp định Geneva, lực lượng vũ trang hai bên sẽ tập kết ở hai miền Bắc Nam. Nước ta tạm thời chia cắt. Hai năm sau sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, với tầm nhìn xa, trông rộng, thế trước giá tâm của kẻ thù là phá hoại Hiệp định Geneva, chia cắt nước ta lâu dài đàn áp, trả thù những người kháng chiến. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định bố trí một bộ phận cán bộ đảng viên ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc chiến đấu, đồng thời đưa hàng vạn đồng bào con em các gia đình cách mạng đi cùng với bộ đội và cán bộ tập kết xa Bắc để tiếp tục học tập nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ vừa phục vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và tái thiết đất nước sau chiến tranh. Tết quyết định là đưa cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam ra tập kết thời bây giờ đấy là nó vẫn thể hiện một cái tư tưởng xuyên suốt của chủ tịch Hồ Chí Minh là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Đấy, ví dụ như thế, hay là cách mạng là liên tục, cách mạng không ngừng là cái sáng tạo mà trong lịch sử chưa có ở các nước chưa có cái tầm nhìn chiến lược là nó có giá trị sau này không chỉ đến năm 75 mà nó còn mang cả giá trị sau này và đến bây giờ nó vẫn còn có cái giá trị. Cùng với một số địa phương khác ở miền Bắc, Thanh Hóa được lựa chọn là nơi đón tiếp cán bộ chiến sĩ và đồng bào miền Nam tập kết. Ngày 25 tháng 9 năm 1954, đoàn chuyển quân đầu tiên ở khu vực Hàm Tân, xuyên Mộc, cập bến Sầm Sơn. Đến ngày 8 tháng 2 năm 1955, chuyến tàu cuối cùng chuyển quân ở Nam Bộ rời cà mau lên đường tập kết xa Bắc. Trong cuộc chuyển quân lần này riêng Thanh Hóa đã đón tiếp 7 đợt với gần 57.000 cán bộ chiến sĩ thương bệnh binh, học sinh, thân nhân cán bộ cách mạng miền Nam tập kết ra Bắc. Sau các đợt tập kết, cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam được bố trí tiếp tục theo học tại các cơ sở đào tạo, biên chế vào lực lượng vũ trang, học tập rèn luyện và trưởng thành trên đất Bắc, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội khi hòa bình lập lại nghĩa tình sâu nặng của nhân dân Thanh Hóa nói riêng, nhân dân miền Bắc nói chung đã nhường cơm xẻ áo, đùm bọc trở tre như đối với những người thân ruột thịt trong gia đình, luôn khắc sâu trong trái tim những người con miền Nam trong suốt những tháng năm tập kết trên đất Bắc và cho đến tận bây giờ. Cái năm đó là nông cống vật thất mùa thì dân đói hết. Ăn tới củ chuối, đào hết cái củ chuối lên, rửa rồi ngâm nước á cho bớt nước cát đó rồi độn cơm ăn mà gia đình họ thấy mình họ cũng thương xúc cho một cái tượng cô chuối <laughs> hoặc là khoai lang một khoai lang là cái loại khoai giải đó. chứ không phải loại khoai bọn đâu có đâu gia đình họ có cái gì đang được là họ cho mình lúc đó rồi dân đói thiếu ăn quần áo đồ ông đâu có đồ mà một mực lo cho bộ đội miền nam ăn đủ ngủ ấm và mọi việc ưu tiên động viên từ cái tình cảm đó bản thân tôi tôi thấy rất ấm lòng xa quê hương chỉ còn biết tập trung lo học hành công tác rèn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Cuộc chuyển quân tập kết cán bộ chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra Bắc năm 1954-1955 không chỉ là đợt chuyển quân thông thường mà còn là đợt chuyển quân tập kết thực hiện chủ trương, chính sách về quản lý, đái ngộ, sử dụng và bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Đảng, thể hiện một tình cảm hết sức sâu nặng của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của nhân dân miền Bắc đối với đồng bào miền Nam ruột thịt, khẳng định chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. 70 năm trôi qua, nhưng tầm vóc ý nghĩa và những bài học đúc rút từ sự kiện lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.